Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Thường xuyên nghe thấy tiếng kêu rên phát ra từ cái giếng, cả làng tá hỏa khi biết được sự thật. Người dân tại một ngôi làng đã vô cùng hoảng sợ khi thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ lúc đi lấy nước ở giếng. Vì tò mò, mọi người lại gần thì đã tá hỏa khi phát hiện ra ở dưới đó là một con cáo. Không ai hiểu vì sao con cáo lại bị mắc kẹt ở dưới đó, nhưng mọi người đã cố gắng để cứu nó lên. Có sự phát hiện này mà người dân trong làng đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa. Người dân trong ngôi làng đến giếng lấy nước như thường ngày thì đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ở dưới giếng. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn tiến lại gần xem rốt cuộc đó là thứ gì. Sau khi đến gần thì họ phát hiện hóa ra đó là một con báo. Nhưng mọi người đều thắc mắc tại sao nó lại có thể mắc kẹt được ở dưới đó. Nhưng dù sao họ cũng nghĩ cách để có thể giải cứu nó. Họ đã huy động rất nhiều người dân trong làng để cứu chú báo lên khỏi giếng. Con báo có vẻ rất kiệt sức và không còn có thể tự di chuyển được. Cả làng đã thống nhất để nó lại tại làng và chăm sóc cho tới khi bình phục. Mặc dù mọi người đều biết điều đó là khá nguy hiểm. Sau này họ đã biết rằng báo con đã lạc mẹ và đi lang thang xuống dưới làng, không may lại bị ngã xuống giếng. Nhờ người dân chăm sóc mà nó đã dần khỏe lại và được trở về với cuộc sống vốn có của nó. Người dân bắt được quái vật đầu bò sát vảy hóa thạch bí ẩn. Một con cá bí ẩn có cái đầu của loài bò sát và vảy hóa thạch được cho là do ngư dân ở khu vực Arkhangelsk, miền Bắc Nga đánh bắt được đang khiến dư luận xôn xao. Ngư dân quăng lưới đánh bắt được con cá đột biến kỳ lạ này trên sông Bắc Divina gần bến Berezinsk-Oshinovo, Arkhangelsk Oblast City ngày 25 tháng 6. Các ngư dân không thể xác định được nó thuộc loài cá nào. Đầu của nó giống như đầu rùa, trong khi vảy thì giống như đã hóa thạch. Nó còn có vây ngạnh rất sắc, gai góc và một cái miệng giác mút giống như cá chiên. Một số người cho rằng nó có thể là loài cá thỏ. Tuy nhiên, loài cá đó là cá biển, không phải là cá sông. Nhiều chuyên gia tin rằng con cá bí ẩn là một loại cá da trơn được bảo vệ bằng xương cứng. Song chủng loại đó thường sống ở sông Amazon nên họ chưa hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở miền Bắc Nga. Đây không phải là lần đầu tiên cá lạ xuất hiện ở khu vực này. Năm ngoái, người dân địa phương đánh bắt được một con cá có bộ răng giống người. Các nhà khoa học suy đoán đó là cá Basu Nam Mỹ, một loại thuộc họ của Piranha. Nghe thấy tiếng kêu ám ảnh trong ống khói, chủ nhà phát hiện điều kinh ngạc. Một người đàn ông Trung Quốc thường xuyên nghe thấy trong nhà phát ra những âm thanh ghê rợn, gần giống như tiếng mèo kêu bàn tình, khiến anh quyết tâm truy tìm sự thật. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc có chia sẻ một câu chuyện hy hữu về những âm thanh lạ phát ra trong nhà. Theo đó, một người đàn ông thường xuyên nghe thấy trong nhà phát ra những âm thanh ghê rợn, gần giống như tiếng mèo kêu bàn tình. Tuy nhiên, nhà người đàn ông này không nuôi mèo và xung quanh nhà cũng không có con mèo nào. Sau một thời gian bị ám ảnh bởi tiếng kêu kỳ lạ, người đàn ông quyết định tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cuối cùng, người đàn ông phát hiện âm thanh phát ra từ bên trong ống khói. Anh nghĩ rằng đó là một con mèo hay con chuột nên anh cũng chỉ gõ mạnh vào ống khói, hy vọng con vật bên trong sẽ sợ mà bỏ đi. Mặc dù lúc đó con vật bên trong có ngừng kêu, nhưng vài ngày sau đó âm thanh lạ lại tiếp tục phát ra khiến chủ nhà đành phải mở ống khói. Lúc này anh mới phát hiện thấy bên trong có một con cú mèo đã dựng ổ và đẻ trứng. Sau đó, chủ nhà đã đẩy con cú mèo cùng tổ chim ra ngoài rồi liên lạc với đội hỗ trợ động vật hoang dã tại địa phương để nhờ xử lý. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng chủ nhà vô cùng may mắn khi được cú mèo làm tổ trong nhà bởi cú mèo sẽ mang đến phúc khí tiền tài cho chủ nhà. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí
để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!